Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À, bên này mọi người ơi. Qua đây, qua đây em. Mày chặt đi em ơi. Mày chặt đi em ơi. À, sau tờ băng em ơi. Sau tờ băng nhá, có hai đứa đấy. Thật em ạ, có thật em ạ, có thật em ạ. Nốc rồi à, nốc rồi à, nốc rồi à. Ok, hết xong một đứa này. Còn một đứa sau tờ băng nữa em ơi. Ừ, sao em? Cho có 2 team ấy. 2 team, 2 team á, ok không sao, từ từ em ơi, từ từ em ơi. Nó ngay sau tờ băng ấy, cẩn thận. Ủa để qua lên hả? Đem đây em. Mèn gì đây? Mèn gì đây? Thanh niên này. Ui. Đây em, đây còn người nữa. Anh tử hết rồi. Anh tử hết rồi cơ. Ok đã xong. Anh em cứ nâng giáp cái đã. Em có giáp mấy rồi? Giáp 3. Đây. Vứt giáp 3 cho anh cho cái này. Giáp 3. Qua đây, qua đây. Vứt giáp 3 anh cho cái này này. Tôi đổ xong cho em. Có đạn tử liên không? Đạn tử liên á, anh có đây. Đen đi em. Em vứt chân này. Em cầm đi. Xong cho em. Chạy qua đây nào. Ừ. Đổ xong cho em. Đi đây. Đi em. Ok, mọi người nghe rõ kẹo nữa không ạ? Nếu như mà như kiểu là âm thanh trong game mình nhỏ ấy, thì anh em nói để mình cho to lên, cũng như là về phần giọng nói cũng vậy nha. Cảm ơn tất cả anh em đã phản hồi ạ. Chỉ sợ là âm thanh nó nhỏ thôi. Anh có vô đích chưa? Ừ, sao em? Có vô đích chưa? Vô đích chưa? Anh chưa, anh đang dùng 2x. Trong nhà có vô đích rồi. Ok, đây. Đến qua ngay. Dưới, không dưới. Đến qua ngay. Ủa đích đâu em? Trong đấy này. Trong đây á? À đây rồi. Đây anh thấy rồi. Tính ở giữa sân mà. Cái này là xe sao? Ui, xe em ạ. Biết ngay mà, bởi vì là xe thì cái ánh sáng của tính nó hơi bị cụt đấy. Vùng nguy hiểm kìa. Làm thế nào để lên level Node Online nhanh hả anh? Thì em cứ chăm chỉ xem like, chăm chỉ comment em nhá. Đấy thì sẽ nhanh lên level nha em. Dạ anh có mà. Sao em? Ủa chỗ nào đấy? Để coi. Ủa em ơi, đây rồi. Đây rồi. Chạy à? Chết cho em. Thật nữa. Ok. Đây chạy qua ngay. Đây thằng bạn nó này, bạn nó này. Hai đứa mày. Hai đứa mày. Ok nó một đứa này, để qua. Còn đứa chỗ nhà nữa mày. Thằng này. Lên bản điểm số luôn này. Ok đã xong.
cho chúng nó lần lượt lên bảng điểm số hết luôn anh em ạ. Đã xuống trường hơi nhiều, có lẽ là mình sẽ không cần nhiều lắm. Ok, không sao. Khá là nhiều lựu đạn cũng như là bông keo anh em ạ. 9 bông keo tầm này là ổn rồi. Chúng ta sẽ không cần thêm bông keo nữa đâu. Ủa em ơi, chạy đâu đấy? Đằng này có người này vẫn đang kêu. Ok, đây anh Quang này. Các bạn có lẽ chịu khó sẽ like lên group Facebook của mình nha. Em có xe cơ. Đây này. Xuống xe. Xuống xe. Nó chạy à? À, nó giúp tầm băng em ạ, nó giúp tầm băng em ạ. Ok. Dựng tầm băng cả. Để mình xem mình câu lựu. Nó chạy này, nó chạy này. Xuống xe kia, xuống xe kia. Uầy, xuống xe. Đã bắt đầu xuống xe cơ mà mình chạy à? Có thằng bạn nó nữa à? Thằng bạn nó này. Làm gì đây? Cứu nhau à? Chết chưa? Chết rồi em ạ, cứu nhau này. Các bạn ấy cứu nhau à? Thế là xong rồi mấy đứa luôn anh em ạ. Nhưng mà ở đây mình phá mất mấy con xe rồi em ơi. Phá mất 2 con xe. Còn một xe chạy đường này em này. Đây chở em ơi. Hiện tại có đã có được full đồ tím các bạn ơi. Nhìn ghê chưa? Kiếm thêm người cái đã. Ở đây hiện tại thì mình đang chạy max speed, cái tốc độ đó là 126 km/h. Anh em thấy căng chưa? Em dựng bom keo ngu vờ lờ nên mỗi lần dựng cứ như là để cho chúng nó bắn dễ hơn ấy. Úi dồi ôi, lập bom keo cho vui hả em? Sao em, anh nghe này. Mình cấp. Mình cấp á? Đây, đây, anh chờ, anh chờ. Sao nhảy thế không bảo anh chạy xe quay lại. Đây. Đây em. Thì còn ra mấy rồi? Giáp 3. Giáp 3 là giáp mấy rồi em ơi? 3.5 đấy, 3. Ừ, ok ok. Chắc là mình sẽ chạy xe qua hòn đảo bên kia anh em ơi. Qua luôn đảo bên kia để kiếm người cho nó dễ các bạn ạ. Ok ok nhá. Đây. Qua luôn đảo bên này anh em ạ. Let's go. Ui. Ở bên trong thì nó lại dính ngay cái vụ NG. Mình sẽ ra tập ở phía ngoài nhá. Có thính nghe, có thính nghe. À, kêu người cái đã. Ok ok đây. Em đâm nó cái đã. Xong luôn nha. Lên bản số. Cán luôn một phát này. Chết 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 chưa. Chết chết em. Đây thằng bạn nó này, thằng bạn nó này. Ủa, bạn nó này. Bạn nó mời, bạn nó mời. Ui. Bạn nó mời. Ok, lên bản điểm số luôn. Thế là xong luôn cuộc sống của hai đứa. Nó dám dựng tầm băng chặn anh này. À, thính này thính gì ấy? Nó chạy qua lặng thính sao? Không có gì cả em ơi. Chạy vào body em. Thế là còn lại bao nhiêu đây? 12 người chơi nữa trong cái trận đấu này. Ở trước mặt, xíu nữa mình nhìn nhầm, mình tưởng là có người. Đằng sau, đằng sau có xe này. Xe máy mời. Mà chạy à, chạy à. Ok, nốc luôn rồi nhá. Đã xong. Một đứa ở ngay phía gốc cây phía xa thì phải em ạ. Đúng rồi, gốc cây hướng... FK. Ok. Anh chạy qua anh giết nó luôn, thằng này. Mày hay lắm em ơi, mày chạy à?
Xong rồi thì qua đây. Đây đây mày, thằng này trông nó nhát chết lắm. Thế đấy, trông nó nhát chết cực em ạ. Nó trốn anh. Nó trốn anh này. À, nó dựng tường băng này. Ui. Nhát chết vậy. Này, nhát chết này. Anh ơi. Sao em. Anh nghe này. Qua đây ăn cái tường, à ăn cái sửa chữa. Đây. Anh qua ngay. Cái thằng nhát chết này thì xử nó luôn là được rồi đây. Anh qua luôn. Ui. Sợ biết rồi. Em của đây bye bye, xin ok em ngủ ngon. Sam, đây là xe anh chở này em ơi. Đây xe anh chở này em. À đâu, anh quên mất xe máy làm gì chở được hai. Chết dở. Tôi đang chơi bộ này. Quên anh em ạ, không hiểu sao tôi chơi game bao nhiêu lâu rồi vẫn quên là xe máy không chở được hai. Thật sự nó cũng vô lý mà, bình thường là toàn lấy xe máy chở gấu thôi nên hôm nay quên. Chết dở. Một thằng ngồi trong xe bị bắn chết rồi. Chắc là trốn em ạ, giống anh cũng hay trốn kiểu đấy mà. Ngồi yên trong xe luôn, ngồi ghế sau ấy nó không phát ra tiếng động. Còn lại 8 mạng nữa anh em ơi. Cố gắng kiếm trận top 1 nhỉ các bạn. Anh chưa thấy ai cả mà. Chúng nói chạy đâu rồi ấy. Đây qua đây. À đây rồi em ơi, 345. 345 một đứa nhá. Ok, lên bảng điểm số luôn. Anh sẽ lên tạm trò chỗ này em ơi. Lên trò nhá. Lên đây với anh này. Ơ anh ơi, dưới đây có một thằng. Xem, ok. Hướng nào không nhỉ? Hướng nào không nhỉ? Nhiều lắm, mấy người. Ở đâu ấy? Thêm cái đây với anh này, cái đây tạm với anh. Đây là cái nhà gỗ hướng SW. Ok, đây một đứa đang chạy qua này. Ok, đã xong. SW nhá, cái nhà gỗ ấy. SW hả em? Ok, đây. Ủa em ơi, ngồi xuống đi em ơi. Để bắn cho ngã bây giờ, để bắn cho gãy cánh bây giờ. Đấy, anh biết ngay mà đây, anh cứu. Nó chạy qua nhà 285 rồi. Nó đang đứng này, để anh bắn cho. Thằng này, mày làm gì đấy hả? Mày làm gì đấy hả em? À nhớ gỗ, ok, cũng có người em ạ, thì phải. Anh thấy rồi này. Ok, nốc rồi nhé. À, cứu nhau à? Căng à? Ui, đây à? À, các bạn làm gì vậy? Các bạn kêu mày à? Không dễ đâu nha. Mình ngồi chỗ này ngay trong bo rồi đây em ơi. Nói chung là được. Còn 2 đứa nữa. Nó lấy xe chạy kìa. Xem nó chạy đâu. 2 đứa nữa, top 1 rồi em ạ. À, một đứa phía sau mình. Anh thấy rồi thằng này. Ui rồi, ôi đã xong. Có một đứa phía trước nữa em ơi. Kìa nó chạy này. Mày chạy à? Ui, chạy hả mày. Ui, chạy hả em. Nó chạy qua chỗ tôi băng rồi em ơi. Đây, anh dựng tôi băng cho mà chạy. Này. Đây em ơi. Qua chơi với nó luôn thằng này. Làm gì đấy hả em? Làm gì đấy hả em? Ok, nhân giống. Nào anh. Đây. Ui anh đây. Đấy được chưa? Ok, thế là trận này kẹo lại được top 1 rồi nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.